Chào buổi sáng quý vị khán giả. Quý vị đang theo dõi bản tin Chuyển động ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Thưa quý vị, những ngày gần đây, cá lẹp vàng vào vụ khai thác chính. Nhiều ngư dân trên địa bàn huyện Ngọc Hiển phấn khởi vì cá lẹp vàng trúng mùa được giá, giúp người dân tăng thêm thu nhập. Theo ngư dân, mùa cá lẹp vàng bắt đầu từ tháng 10 âm lịch. Liên tiếp những ngày gần đây, trung bình mỗi ngày, cơ sở thu mua từ 3 đến 4 tấn cá lẹp tươi với giá từ 25.000 đến 35.000 đồng một ký. Bình quân mỗi phương tiện khai thác thu nhập từ 3,5 đến 4 triệu đồng một ngày. Cá lẹp trúng mùa, nhiều cơ sở đã tất bật thu mua cá tươi để chế biến nên những món ăn ngon như làm mắm, làm chả, phơi khô. Trong đó, khô cá lẹp là món ăn đặc sản, được thị trường ưa chuộng nhất, giá bán dao động từ 140 đến 190.000 đồng một ký. Thời gian gần đây, bên cạnh con ba khía muối rạch gốc, món ăn trứ danh của vùng đất Ngọc Hiển, thì thực khách gần xa còn biết đến con chùa ủ muối, món ăn tuy lạ mà quen và cũng không kém phần hấp dẫn. Nhờ khéo léo và tinh thần dám nghĩ dám làm, chị Nguyễn Hồng Đạm, khóm 8 thị trấn Rạch Gốc đã sáng tạo chế biến ra món chùa ủ muối, góp phần tăng thêm thu nhập cho gia đình và làm phong phú thêm cho ẩm thực của huyện ven biển Ngọc Hiển. Gần một năm nay, món chùa ủ muối của cơ sở chị Nguyễn Hồng Đạm không chỉ trở thành món ăn ưa thích của nhiều khách hàng trên địa bàn huyện Ngọc Hiển, mà món ăn này còn góp phần ở thị trường các tỉnh Kiên Giang, Đồng Tháp và An Giang. Trung bình mỗi tháng, cơ sở chị Đạm cung cấp cho thị trường gần 3 tấn chùa ủ muối với giá bán 70.000 đồng một ký. Thông thường thì ở nhà ở giữa thì chỉ sản xuất cái con ba khía, tại vì đặc Ngọc Hiển này đặc trưng của nó là con ba khía. Sau đó sao mà khi mà mình cân ba khía thì thấy có lẫn lộn những cái con chùa ụ, nên mình thấy cái con này nó cũng tương tự như con ba khía mà nhìn thấy nó rất là bắt mắt, nhìn thấy nó rất là về mẫu mã rất là đẹp, màu thì rất là đỏ, gạch thì nó vàng tươi mà rồi sau đó mình mới đem nó mang nó đi luộc ăn thử xem nó có ngon hay không. Thì ăn sau khi mà luộc ăn thì thấy rất là ngon, thấy nó rất có nhiều ưu điểm hơn so với con ba khía, nó ngọt hơn con ba khía, thịt nó rất là ngọt. Và cái càng ngoe nó cũng về mẫu mã nó nhìn nó cũng to hơn con ba khía. Và nó giòn lắm. Gạch nó thậm chí là gạch nó cũng vàng hơn là con ba khía luôn. Cho nên nó là mình nãy sinh là thấy nó mình mới mang đi mình muối nó xem thử coi có là ngon hay không. Và sau khi mà muối giống cái quy trình mà giống như là con ba khía thì ra thì nó rất là ngon nha, rất là thơm, thơm hơn con ba khía luôn. Và gạch của nó rất là vàng. Rồi sau đó mình mới quảng bá tới, mình gửi tới bạn bè nè, khách sĩ nè, khách lẻ hoặc là khách du lịch gì đó đi đến thì mình mang nó ra để cho mọi người thưởng thức nó thì mọi người đều khen là ngon. So với con ba khía thì nó ngon hơn con ba khía luôn nếu như mà người nào thích á. Theo chị Đạm, quy trình muối chùa ụ cũng giống như muối ba khía. Tuy nhiên, do con chùa ụ có lớp vỏ khá dày nên thời gian ướp phải lâu hơn so với con ba khía để đảm bảo thấm đều, chín thịt và vị vừa ăn. Sau khi rửa sạch, chùa ụ được đem ướp với muối từ 7 ngày trở lên mới có thể ăn được. Cách chế biến và thưởng thức món chùa ụ muối cũng giống như ba khía muối. Chùa ụ không sinh sôi phát triển theo mùa như ba khía mà luôn có quanh năm. Hiện chùa ụ tươi được thu mua với giá 50.000 đồng một ký. Từ việc đi bắt chùa ụ cũng đã giúp cho nhiều lao động trên địa bàn có thêm nguồn thu nhập. Con chùa ụ này là nó rất khó thục chứ không phải là dễ thục. Bị nó ở dưới hang mình moi dưới sình á, mình moi lên dữ lắm mình mới bắt được nó, chứ nếu mình cầm cái móc mình móc á thì nó bể hết. Bị nó giòn á, con chùa ụ nó giòn. Rồi mình phải là moi hang nó từ từ ra mình mới bắt được nó. Chùa ụ này anh Thục thì cũng kiếm chục ký, cũng 300-400, 400-500 cũng có ngày đó. Quân bình bổ đồng luôn đó. Nó không có thắt như loại cua, loại ốc rồi nó còn thắt, chứ còn con chùa ụ này anh Thục là nó bình thường luôn. Đó, ngày nào thu nhập cũng đều đều. Tại vì nói chung là khi mình hết nước ba khía thì mình bắt cái này để mình sống qua ngày. Nên thu nhập này thì nói chung đủ sống hàng ngày, như ngày trong ngoài 200-300 tùy theo. Để quảng bá, tìm kiếm và mở rộng thị trường tiêu thụ cho sản phẩm mới do mình làm ra,
Chị Đạm đã tích cực giới thiệu món ăn này trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, đẩy mạnh mua bán online, live stream, tương tác với khách hàng. Nhờ nỗ lực quảng bá mà đến nay, món chủ muối của chị Đạm đã được thị trường ở nhiều nơi đón nhận và rất ưa chuộng. Khi mà quảng bá tính thị trường thì thấy thị trường được là tiếp nhận được cái con chùa ụ này, họ rất là chuộng, cho nên là mình dựa mình quyết tâm với duy trì để muối cái con chùa ụ này phát triển, và sau đó mình sẽ đăng ký vào cái ô cốp để cho thị trường nó đi xa hơn và cái giá trị sản lượng sẽ tăng dần. Dù khởi đầu khá khó khăn, nhưng đến nay, chị Đạm đã bước đầu gặt hái thành công từ ý tưởng của mình. Tinh thần dám nghĩ, dám làm của chị Đạm sẽ là nguồn động lực để chị em phụ nữ trên địa bàn huyện Ngọc Hiển học tập, mạnh dạn khởi nghiệp, làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương. Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ đầu năm đến nay, có 27 doanh nghiệp tại thành phố cắt giảm gần 3.000 lao động đang làm việc vì cơ cấu lại công nghệ, bố trí lại trang thiết bị và ảnh hưởng về kinh tế. So với cùng kỳ năm ngoái, số doanh nghiệp giảm lao động là tương đồng, nhưng so với năm 2019-2020 thì đang ở số rất thấp. Con số này năm 2019 là 74 doanh nghiệp và năm 2020 là 86. Hiện nay, nhiều công ty dệt may phải cắt giảm lao động, giảm quy mô sản xuất do thiếu đơn hàng, đối mặt với nhiều khó khăn. Đơn hàng từ quý 4 năm 2021 đến hết tháng 7 nhiều do nhu cầu tăng sau dịch. Tuy nhiên, hiện do lạm phát tăng cao, nhất là ở các thị trường xuất khẩu chính của ngành dệt may như Mỹ, EU, nên lượng tiêu thụ giảm rõ rệt. Từ đầu năm 2023, các bệnh viện công có thể thu tiền khám bệnh mỗi lượt 300.000 đồng, tiền giường nằm 3 triệu đồng một ngày. Đây là mức giá được đề xuất trong dự thảo thông tư hướng dẫn xây dựng giá dịch vụ chăm sóc sức khỏe, khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu do Sở Y tế công lập cung cấp. Dự thảo đang được Bộ Y tế xây dựng xin ý kiến, dự kiến áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Theo đó, dịch vụ khám bệnh theo yêu cầu, chưa kể các dịch vụ chiếu, chụp, chẩn đoán, xét nghiệm và các thủ thuật ở bệnh viện hạng đặc biệt, hạng 1 như Bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai, Chợ Rẫy, Trung ương Huế, tối đa 300.000 đồng một lần khám. Các cơ sở y tế khác giá tối đa người sử dụng dịch vụ. Giá giường nằm tại phòng điều trị theo yêu cầu, chưa bao gồm tiền thuốc, các dịch vụ kỹ thuật y tế, tối đa 3 triệu đồng một ngày đối với bệnh viện hạng đặc biệt, hạng 1, mỗi phòng một giường. Các cơ sở y tế khác tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, giá giường nằm tối đa 2 triệu đồng một giường. Giá sẽ giảm dần cho các loại phòng có 2, 3 hoặc 4 giường. Ở các tỉnh còn lại, giá giường nằm tối đa là 1,5 triệu đồng loại phòng một giường và giảm dần cho các loại phòng có 2, 3 hoặc 4 giường. Giá giường điều trị ban ngày do bệnh viện quyết định nhưng không quá 50% giá giường điều trị nội trú. Như vậy, giá giường nằm đề xuất trong dự thảo mới cao hơn khoảng 1 triệu đồng so với mức cao nhất đang áp dụng tại các bệnh viện công lớn. Hôm qua 21 tháng 11, tại khu vực biển gần chợ Cô Tô, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh, người dân đã giải cứu thành công một chú cá heo nặng khoảng 35kg bị mắc cạn. Ngay sau khi biết tin chú cá heo bị mắc cạn, anh Nguyễn Hữu Tuấn, trung tâm dịch vụ công ích huyện Cô Tô, anh Vũ Hữu Khoa, ngư dân khu 4, thị trấn Cô Tô và anh Khuất Tuấn Anh, xã Đồng Tiến, huyện Cô Tô đã chạy bè mảng ra đưa chú cá heo ra dùng nước sâu hơn kịp thời. Sức khỏe chú cá heo vẫn bình thường và ngay sau đó bơi ra xa. Trước đó, ngày 19 tháng 11, chú cá heo xuất hiện quanh quẩn nhiều giờ tại vùng biển gần cảng Cô Tô. Có thể chú cá heo này lạc đàn khi đi kiếm ăn. Sự xuất hiện của chú cá heo đã thu hút đông đảo lượt người dân đến xem. Đây là lần thứ hai cá heo xuất hiện tại vùng biển này trong năm nay. Chính quyền địa phương cũng thông báo khuyến cáo người dân khi thấy cá heo xuất hiện tuyệt đối không nên đến gần hoặc trêu đùa quá khích khiến chúng hoảng sợ, đuối sức. Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt,
23 tháng 11 năm 1922, 23 tháng 11 năm 2022. Hôm qua 21 tháng 11, Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn thành phố Hồ Chí Minh khai mạc triển lãm đồng chí Võ Văn Kiệt, nhà lãnh đạo tài năng, tấm gương người cộng sản tận trung với nước, tận hiếu với dân. Diễn ra từ ngày 21 đến ngày 30 tháng 11 tại tuyến đường Nguyễn Huệ và đường Pasteur, Lý Tự Trọng. Triển lãm trưng bày nhiều hình ảnh, tư liệu khái quát về thân thế và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Võ Văn Kiệt. Với 86 năm tuổi đời, 69 năm tuổi đảng, trải qua nhiều cương vị lãnh đạo như bí thư khu ủy khu 9, bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, phó chủ tịch hội đồng bộ trưởng, kiêm chủ nhiệm ủy ban kế hoạch nhà nước, đến thủ tướng chính phủ. Đồng chí Võ Văn Kiệt đã có những cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng và dân tộc. Triển lãm cũng khắc họa dấu ấn đồng chí Võ Văn Kiệt trí tuệ, năng động, sáng tạo, đặc biệt là tinh thần mạnh dạn, táo bạo và đổi mới trên cương vị là chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí đã cùng lãnh đạo thành phố đưa ra những quyết sách năng động phù hợp với tình hình thực tiễn, từng bước tháo gỡ khó khăn, đưa thành phố Hồ Chí Minh dần đi vào ổn định, để rồi sau đó trở thành đầu tàu kinh tế của cả nước. Chính nơi đây, đồng chí Võ Văn Kiệt đã được người dân yêu mến dành cho những danh xưng chú sáu dân, chủ tịch gạo, bí thư phá rào. Chuyển sang những tin tức quốc tế đáng chú ý. Chiều hôm qua 21 tháng 11, một trận động đất mạnh 5,6 độ đã xảy ra ở thị trấn Gyeongju thuộc tỉnh Tây Java, Indonesia, khiến ít nhất 46 người bị thiệt mạng và 700 người bị thương. Công tác cứu hộ đang được gấp rút tiến hành, trong khi nhà chức trách tiếp tục cập nhật về con số thương vong. Người phát ngôn chính quyền thị trấn Gyeongju xác nhận đã có ít nhất 46 người thiệt mạng trong trận động đất. Ngoài ra, hàng trăm thậm chí hàng ngàn nhà cửa trong khu vực bị hư hại. Theo Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia, trận động đất có độ lớn 5,6 với tầm chấn nằm ở độ sâu 10 km. Rung lắc mạnh cũng cảm nhận được ở thủ đô Jakarta trong vài giây. Tuy nhiên, trận động đất không có khả năng gây sóng thần. Giới chức an ninh Hàn Quốc hôm qua cho biết đã điều lực lượng đặc nhiệm đến kiểm tra trụ sở Đảng Dân Chủ Đối lập chính ở thủ đô Seoul sau khi có tin đe dọa gài bom trong tòa nhà này. Trung tâm chống khủng bố của Cục Tình báo Quốc gia Hàn Quốc cho biết đã nhận được thông tin trên diễn đàn mạng DC Insight vào tối ngày 20 tháng 11 về việc có chất nổ đặt tại trụ sở Đảng Dân Chủ Đối lập. Ngay sau đó, lực lượng đặc nhiệm và chó nghiệp vụ đã được huy động đến khám xét tòa nhà. Tuy nhiên, không tìm thấy chất nổ. Hiện, cảnh sát Hàn Quốc đang tiếp tục tăng cường giám sát an ninh xung quanh trụ sở Đảng Dân Chủ Đối lập. Đến sáng nay, thông tin trên diễn đàn đã bị xóa. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn truy tìm người đăng bài viết này. Mới đây, Hàn Quốc đã công bố chi tiết về kế hoạch mà Seoul mô tả là táo bạo nhằm đưa Bình Nhưỡng quay trở lại bàn đàm phán. Động thái diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đang gia tăng do những động thái quân sự thời gian gần đây. Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã công bố kế hoạch cho biết sẽ tạo ra môi trường chiến lược để Triều Tiên quay trở lại bàn đàm phán. Cụ thể, kế hoạch đã vạch ra cách tiếp cận 3 bước nhằm cung cấp nhiều biện pháp tương ứng khác với Triều Tiên. Trước hết, Seoul thúc đẩy các chương trình cải thiện cuộc sống cho người dân Triều Tiên, sau đó là trao đổi kinh tế liên Triều và cuối cùng là tìm cách ký một hiệp định hòa bình với Triều Tiên, cũng như hỗ trợ Washington và Bình Nhưỡng thiết lập quan hệ ngoại giao. Hiện Triều Tiên chưa đưa ra phản hồi về đề xuất này. Hôm qua 21 tháng 11, chính phủ Nhật Bản đã chính thức thông qua văn bản hướng dẫn mới về việc ứng phó với dịch COVID-19. Đây là nỗ lực mới nhất của nước này nhằm ứng phó với làn sóng lây nhiễm thứ 8, được đánh giá là nghiêm trọng. Theo đó, chính phủ Nhật Bản sẽ phân chia mức độ nghiêm trọng của dịch COVID-19 thành 4 cấp độ dựa trên tác động của dịch bệnh tới hệ thống y tế. Ở mức 4 nghiêm trọng nhất, khi toàn bộ hệ thống y tế rơi vào tình trạng quá tải, thống đốc tỉnh, thành có thể xem xét ban bố tình trạng khẩn cấp về y tế, yêu cầu các đơn vị tổ chức quản các sự kiện, người dân hạn chế đi lại và kêu gọi tăng cường làm việc từ xa. Tuy nhiên, chính phủ Nhật Bản không có kế hoạch yêu cầu các nhà hàng và quán bar phải đóng cửa hay rút ngắn thời gian hoạt động nhằm đảm bảo cân bằng giữa phòng chống dịch bệnh với việc duy trì các hoạt động kinh tế xã hội.
Thời gian gần đây, có nhiều dấu hiệu cho thấy Nhật Bản đã bước vào làn sóng lây nhiễm thứ 8 của dịch COVID-19. Ngày 20 tháng 11, nước này ghi nhận gần 77.000 ca nhiễm mới, tăng khoảng 8.500 ca so với một tuần trước đó. Thị trường chứng khoán của các nước đăng cai World Cup thường tăng trưởng mạnh trong thời gian trước, trong và sau khi diễn ra giải đấu, được cho là hấp dẫn nhất hành tinh này. Điều đó được kỳ vọng sẽ lặp lại tại Qatar, nước chủ nhà World Cup 2022. Với hơn 4 tỷ đô la Mỹ vốn nước ngoài đổ vào trong 10 tháng của năm nay, thị trường chứng khoán Qatar giống như hầu hết thị trường của các nước đăng cai World Cup trước đây đã vượt trội hơn so với các thị trường khác. Điều này được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì sau khi giải bóng đá lớn nhất hành tinh kết thúc. Chỉ số thị trường chứng khoán quốc gia MSCI trung bình của các quốc gia đăng cai 7 kỳ World Cup gần nhất, trừ Brazil, đã tăng 21,8% trong năm trước khi diễn ra World Cup và tăng 13,4% trong năm tiếp sau đó, so với tốc độ tăng trưởng trung bình của chỉ số MSCI toàn cầu ở các mức lần lượt là 4,3% và 9,5%. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán thế giới đang chịu áp lực từ việc các ngân hàng trung ương tăng mạnh lãi suất để chống lạm phát. Trong đó, thị trường chứng khoán Qatar cũng không ngoại lệ. Trong bối cảnh đó, mức tăng của thị trường chứng khoán Qatar vẫn mạnh hơn nhiều so với các thị trường khác. Vừa qua, các nhà khoa học quốc tế đã bỏ phiếu thống nhất bổ sung vào hệ đo lường quốc tế SI các tiền tố mới để thể hiện các phép đo lớn nhất và nhỏ nhất trên thế giới. Sự kiện này đánh dấu lần đầu tiên sau hơn 3 thập kỷ, các tiền tố mới đã được thêm vào hệ đo lường quốc tế SI. Hệ đo lường thống nhất được sử dụng rộng rãi trên thế giới trong hoạt động kinh tế, thương mại, khoa học, giáo dục và công nghệ của phần lớn các nước. Tham gia vào hàng ngũ các tiền tố nổi tiếng như kilo và milli là rona và queta cho số lớn nhất, cùng ronto và queto cho số nhỏ nhất. Các tiền tố mới có thể đơn giản quá cách chúng ta nói về một số đối tượng khá lớn. Theo hệ đo lường mới, so với 1 gram thì 1 ronagram phải thêm 27 con số 0, còn 1 quetagram thêm vào 30 con số 0 phía sau. Theo đó, trái đất nặng xấp xỉ 6 ronagram, nghĩa là 6 và 27 số 0. Còn hai tiền tố mô tả những vật nhỏ nhất trong vũ trụ là ronto, đơn vị nhỏ hơn gấp 27 con số 0. Còn queto mô tả đơn vị nhỏ hơn 30 con số 0. Các tiền tố mới được đề xuất bởi tiến sĩ Richard Brown tại Phòng Thí nghiệm Vật lý Quốc gia Anh và do nhu cầu của ngành công nghệ, vốn đã dùng nhiều tiền tố cao nhất trong lưu trữ dữ liệu như zettabyte và zettabyte. Theo ông, hai tiền tố mới được bổ sung sẽ thể hiện tính cần thiết trong 20 đến 25 năm tới. Các đơn vị đo lường mới được thông qua tại Hội nghị Toàn thể về cân đo lần thứ 27 tổ chức tại Cung điện Versailles ở Pháp 4 năm một lần. Mới đây, một người phụ nữ 38 tuổi sống tại Mỹ đã được sách kỷ lục thế giới Guinness ghi nhận là người phụ nữ sở hữu bàn chân lớn nhất thế giới hiện còn sống. Bàn chân phải của cô Tania Herbert dài 33,1cm, trong khi bàn chân trái dài 32,5cm. Trong phần lớn cuộc đời, cô Herbert chỉ có thể đi giày nam vì đó là loại giày duy nhất vừa với mình. Nhờ các nền tảng xã hội, cô có thể kết nối với những phụ nữ gặp phải vấn đề tương tự và tìm cách tạo ra những đôi giày nữ cho riêng mình. Cô Herbert đã nhận được giấy chứng nhận vào ngày 16 tháng 11. Bên cạnh đó, cô cũng cho biết rằng chiều cao của bản thân là khoảng 2,05 mét, chỉ kém người phụ nữ cao nhất thế giới vài cm. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Chuyển động ngày mới hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.